Paparazzi ghi lại một vài hình ảnh của Phạm Băng Băng tối ngày 11 tháng 8 khi cô cùng trợ lý kẹt dưới mưa sau buổi tập yoga. Nữ diễn viên Võ Tắc Thiên gọi điện thoại cho bạn trai Lý Thần đến trợ giúp. Và chỉ hơn chục phút sau đó, Lý Thần đã lái xe đến. Từ khi yêu Băng Băng, Lý Thần luôn ra sức chăm chút quan tâm tới bạn gái từng ly từng tí. Anh không ngại ngần đưa đón, mua đồ ăn. Có lần paparazzi còn chụp được cảnh anh buộc dây giày cho bạn gái. Lý Thần không mô dù che chắn mà vội vã chạy ra khỏi xe để đem đồ cho bạn gái. Cặp đôi sau đó lên xe và về nhà. Dù chưa kết hôn, cặp băng thần bị đồn là đang sống thử. Một ngày trước đó khi dự sự kiện, Băng Băng khoe nhan sắc tươi trẻ trong trang phục giản dị và nữ tính. Cô đào được đoàn bảo an hộ tống khi rời khỏi sự kiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.